Xin giới thiệu đến quý vị, đây là chiếc ghế massage toàn thân áp suất hơi cao cấp. Với chiếc ghế Nana, các phần trên cơ thể của bạn sẽ được chăm sóc chu đáo từ cổ, tay, lưng, mông, đùi cho đến chân và lòng bàn chân, giúp thư giãn các cơ bắp nhằm cải thiện tuần hoàn huyết mạch và tăng cường khả năng tiếp nhận oxy lên não. Cùng với sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ năng và khí năng và các con lăn vận hành thông minh, chiếc ghế Nana massage các nơi trên cơ thể, làm tan biến các cơn nhức mỏi để mang đến giấc ngủ ngon, cảm giác sảng khoái trẻ trung cũng như phục hồi sinh lực và trí lực. Được chế tạo với công nghệ hiện đại và lập trình thông minh, các chức năng của chiếc ghế hoạt động nhịp nhàng, chính xác tùy theo mỗi cấu trúc của cơ thể và đặc biệt tự động nhận biết các huyệt đạo. Đặc biệt, chúng tôi có chương trình giảm giá lên tới 50% off và 5 năm warranty dành cho 10 vị khách hàng mua hàng sớm nhất. Ghế massage 2D Nana với giá 8.000 đồng chỉ còn lại 4.000 đồng. Chiếc ghế massage 2D Dada với giá 4.000 đồng chỉ còn lại 2.000 đồng.